Hello, xin chào tất cả các bạn ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Xin chào các bạn. Hôm nay Thu đang sau vườn dọn dẹp, tính là lấy mấy cái bắp cải này dục đi luôn để cho nó gọn cái vườn á. Tái máy quá, mở ra coi thì thấy nó còn ngon như vậy nè mấy bạn. Nên bây giờ Thu đi thu hoạch luôn nha. Nè, coi mấy cái bắp cải của vườn Thu nè. Nó chắc nịch luôn ha. Mùa này thì mình đâu có trồng bắp cải nữa. Đó, tưởng là nó bị hư hết rồi. Đây là Thu trim ra nguyên một cái đống này luôn nè. Ngồi gỡ ra thấy nó thúi, nó tùm lum hết rồi, tính bỏ đi đó. Ai ngờ bây giờ nó còn ngon quá nè. Bây giờ hôm nay đi thu hoạch luôn. Cái này Thu trồng lâu lắm rồi á, Thu trồng từ hồi tháng 1 tới bây giờ á, không phải tháng 1 nữa, giữa tháng 12 cỡ đó đó. Vậy mà bây giờ hả, coi nè, chắc nịch luôn. Mà tại cả gần một tháng rưỡi này Thu đâu có tưới nước đâu. Từ lúc Thu đi Việt Nam về tới giờ đó, Thu không có tưới nước cho nó. Nên là tưởng là thôi chắc nó cũng chẳng ăn được nữa. Vậy mà giờ coi, mở ra cái bắp cải nó còn ngon chưa nè. Coi nhìn nó chắc ha. Thì nếu vậy mình Thu nghĩ chắc cũng còn ăn được á ha. Mình gỡ mấy cái này ra như vậy nè, xong rồi mình ăn. Ở chỗ Thu bây giờ không có trồng được bắp cải nữa, tại trời nóng rồi đó. Ở đây bây giờ mùa này mà trồng bắp cải đồ ha, mình tưới nước là mệt luôn á. Đây nè, thấy không, gỡ ra nhìn nó cũng vẫn còn ngon ha. May lúc nãy tái tay chân á, ngồi gỡ ra đấy. Vậy mà đấy ha, nhìn cũng còn ngon mấy bạn ha. Vậy thì mình lại cứ đi thu hoạch bắp cải rồi đi qua đây đó. Cái này thì tháng 11 Thu mới bắt đầu trồng thôi, mùa này đâu có trồng cái này đâu. Cũng được 4-5 cái, tí mình vô mình tỉa lại. Cái nào mà nó ngon đó thì mình ăn, cái nào không ngon thôi nè. Mấy bạn thấy cái gốc nó không, nó lòi lên nè, nè coi nè, đây nè, đấy nó khô, nó lòi lên nè, khô rang luôn nè. Thu đâu có chăm đâu, lâu lắm rồi không tưới nước cho nó gì hết á. Tại thấy ở bên ngoài nó thúi thúi, tưởng là chắc nó thúi vô tới trong luôn, vậy mà trong còn ngon lành đẹp đẽ như vậy á. Mình vô mình tỉa, mình ăn là tít ở trong á, cái nào ngon ngon mình ăn, cái nào không ngon cái cho con gà của mẹ Thu. Đây. Đây. Đó, vậy sơ sơ cũng được 7 cái bắp cải hả mấy bạn? Nè, đấy, một rổ bắp cải nhìn ngon chưa? Bây giờ thì mình đi vòng vòng xung quanh cái vườn nhà Thu coi là vườn nhà Thu có cái gì hôm nay nha. Đi qua cái bụi này trước cho các bạn coi này nè. Mấy bạn nhớ cái gốc của vườn Thu không? Đó. Hôm nay coi nó đẹp nè. Không, trái gốc nè. Đó. Năm nay Thu mới phát hiện ra là gốc nó có gốc đực, gốc cái và gốc lưỡng tính nha. Cho các bạn coi trái gốc lưỡng tính của Thu nè. Trái gốc lưỡng tính là nó có cái bao ở ngoài, xong ở trong nó có cái trái. Còn cái gốc cái là nó chỉ có cái trái không, và trên đầu nó có ngọn cái hoa. Còn cái gốc đực đó là nó có cái bao ở trong, nó không có cái trái. Coi nè. Mọc. Ngày nào Thu cũng canh Thu ra Thu chấm bông á. Còn mấy trái nhỏ nè. Có mấy cái ngày mai sẽ nở. Ngày nào cũng phải trèo lên trên dàn coi là có cái bông nào không, mình ra mình chấm. Nhìn đẹp ha mấy bạn. Ở bên Mỹ mà cũng có gốc nữa ha. Gốc nó đeo nhìn mê luôn. Hôm bữa nó cái dàn này nó chỉ có tới đây thôi. Cái Thu nới nó ra, kéo rộng nó ra tới đây nè. Thế bây giờ nó lại đậu được mấy trái ngoài đây nữa này. Hôm qua hôm kia Thu chấm mấy cái bông ở đây, bây giờ lại đậu hết luôn nè. Nhỏ đậu 3-4 cái luôn, 4-5 cái. Bây giờ bắt cái thang lại đây. Hôm nay Thu mới lần đầu tiên đi thu hoạch mận nè mấy bạn. Lâu lắm rồi, lần trước nó có được mấy chùm nhưng mà tại không có đi thu hoạch á, cứ lên ấp dọn dẹp nên là nó rớt hết luôn. Này cả cái chùm này. Thì hôm nay cũng lần trước thu hoạch xoài rồi, hôm nay nó cũng có mận nè. Đó. Ở đây được có một trái à. Hôm bữa có cái chùm kia nó có nhiều lắm. Nhớ lần trước Thu quay cho các bạn coi không? Lúc nhìn lại nó rụng hết trơn. Để thử cái trái mận coi năm nay nó có ngọt không. Hồi cách đây 2-3 tuần á, Thu có pha cái
phân cá với lại cái organic mà cho cái trái cây á, thì không biết hôm nay là nó có ngọt chưa, mời anh. Đấy. Đấy. Mời các bạn nha, trái mận đầu mùa, không phải là đầu mùa, Thu đã ăn rồi, nhưng mời các bạn ăn trái mận đầu tiên của vườn nhà Thu nha. Nó ngọt mà. Chưa, nó ngọt nhưng mà nó cái kiểu là chưa có đậm đà lắm á mấy bạn. Chắc là mới á. Mà năm nay cây mận nhà Thu rất là kỳ nha. Thường là tháng 6 nó ra bông, vậy mà bây giờ á là năm nay tháng đầu tháng 8 Thu mới thấy nó ra nụ á, còn cái này là ra trước có mỗi hạ được hai mấy chùm mà. Qua đây nè mấy bạn. Đây. Rồi cái chùm mận này nè. Lúc nãy Thu dọn dẹp á thì Thu phát hiện ra được cái chùm mận này. Năm nay á vườn nhà Thu cây mận nó không có được nhiều trái, nhưng mà Thu lại có cảm giác là nó có cái trái rất là bự. Cắt cả chùm cho các bạn coi nhé. Tính là đi ra quay phim một mình thôi, nhưng mà quay một mình thì đâu có trèo lên cắt được cái này cho các bạn coi. Đây cái chùm mận nhà Thu nè. Năm nay nó không được nhiều trái, nhưng mà có vẻ trái nó bự á mấy bạn ha. Nhìn nè, nhìn được quá ha. Ôi giời. Ôi trời ơi, xoài. Ông xã mình thì cầm chùm mận mà đi ngang qua chùm xoài coi nó rớt lụp đụp nè. Cái bạch xoài nè. Mùa này hả, bọc xoài rồi mà nó vẫn rớt. Nên bây giờ mình thu hoạch mận xong là mình sẽ đi thu hoạch xoài luôn. Nhìn cái trái mận nhà Thu nè. Nhìn nó mê hả mấy bạn hả? Không. Cái trái mận năm nay nè. Lúc nãy coi chừng cái chùm mận kia không ngon, mà cái chùm này coi chừng nó lại ngon đó mấy bạn ha. Nhìn đã ha. Cái này anh thấy ngon mà. Nó nó thấy, ngon nhưng mà cây như thế này nè. Thu thích hơn cái vị của năm trước. Tại cái vị của năm trước thì Thu thấy nó ngọt hơn. Năm nay thì Thu thấy nó không có, chưa đủ đậm đà. Đối với Thu là chưa có đủ đậm đà. Nếu mà 10 thì nó chỉ được mới có 8 thôi. Là đối với Thu là như vậy. Đây đó, nhưng mà cái chùm này biết đâu cái chùm này nó lại ngọt. Hôm bữa Thu stream rất là nhiều cái cành luôn á, nên là nào mấy bạn thấy có gì hôm nay nhà Thu có gì mới không? Thu cắt luôn cái cây mulberry ở đây với cây hoa anh đào ở chỗ kia đi rồi, để cho nó trống, để cho cái cây mận nó lòi ra coi nó ánh sáng nó vô coi là nó có ngọt không á. Thu cắt đi luôn, chặt luôn cái mulberry. Tại vì mình đâu có ăn tới đâu. Lúc nãy Thu mới hái mận xong á, coi cái chùm này, ông xã Thu đi đụng tới là nó rớt. Mùa này nhà Thu nhiều mấy cái con sóc lắm, sóc rồi chim á, không bọc lại là nó đến nó ăn hết nè. Coi xoài. Xoài này thì nó dai dai nhưng mà được cái là nó rất là thơm. Mà Thu mà không bọc lại á là biết gì không, con của Thu á, cái em bé đó nó ra ngay cái tầm tay nó bứt sạch à. Cái này thì còn xanh xanh nè. Rồi đi đi qua bên đây. Bởi vì hả, trồng trái cây mà dưới đất này mấy bạn, rớt cả chùm luôn. Trồng trái cây mà có con nít á mệt lắm. Nãy Thu stream mấy cái cây á mà Thu giữ lại mấy cái lá để mấy bữa nữa chỗ Thu nó không có cho nước á, nó giống như là nó không có cho xài nước trong vòng 2 tuần á, thì mình phải có mấy cái lá để mình giữ lại cho mấy cái cây để cho nó không có bị khô á mấy bạn. Rồi ông xã Thu mới nói là nó đang đe nó cúp điện nữa, phải không anh? Nó nói là bây giờ đang xài. Ừ, nó sẽ cúp điện nữa kìa. Cái chùm này nè, cái chùm này nhìn đã ha. Đó. Rồi, mấy bạn coi nè. Thấy không? Nó chín quá đó mà không có ra hái, nó rụng hết trơn nè. Giờ thì mình cứ đổ ra thôi. Mấy trái này là nó ương ương hết rồi. Năm nay xoài nhà Thu chán quá, nhỏ xíu xíu à. Ơ, thấy không? Đụng như là nó rớt hết rồi. Coi này, cái chùm này Thu phải buộc nó lên nè. Không là em bé nhà Thu nó cứ ngay cái tay nó đó, mỗi ngày nó ra nó bứt. Nó bứt giống như là nó chơi, giống như là chơi trái banh đó mấy bạn. Đấy không? Đây, còn trái xoài nè.
nhìn cũng được quá ha. Mà nó thơm, bức xoài chín cây nó thơm lắm. Nó không có giống như là mấy cái xoài mình mua ngoài chợ. Cái xoài mua ngoài chợ thì nó không có thơm. Đây nè, đây nè, đây nè. Nó chín là nó rớt, cứ nằm trong bịch thôi. Mấy ngày rồi Thu đâu có mấy bữa bận ngoài vườn đó. Hôm nay là ngơi ngoài vườn thì bắt đầu mới dọn đằng sau sân. Dọn xong rồi coi là có cái gì á, thì mình clean up, chặt mấy cái cây đi. Lần trước á, chặt mấy cái cây mà thùng rác nhà Thu nó đầy hết rồi, nên là không có dọn đi được á. Hôm nay rồi bắt đầu có cái thùng rác nó trống trống rồi mình mới dọn đi được. Đây qua bên đây. Nãy Thu tại đây này. Đây nè, mấy bạn coi nè. Lúc mà Thu dọn dẹp á, thì đây lượm được ít bỏ vô đây. Rồi còn mấy cái bịch lúc nãy là nó rớt sau á, đang dọn dẹp thì cứ thấy nó rớt, rớt cả bịch luôn, bụp bụp. Nên là thôi, để đi ra lượm luôn. Đó, nè, chín mà chín nẫu, chín thúi luôn nè mấy bạn. Thơm lắm, chỉ có điều là nó trái nó nhỏ thôi. Mà cái giống xoài này nó vậy đó mấy bạn. Nó cứ nhỏ vậy á. Năm nào mà chăm kỹ thì nó bự hơn chút nè. Rồi trái xoài này đã ha. Vậy nè, nó vậy thôi chứ bước vô 2 ngày là nó chín nè. Mấy con sóc nó khôn lắm. Mình bọc quá mà nó chín á, nó kẹp ở ngoài cái vỏ luôn đó mấy bạn. Xoài chín cây bao thơm, nhưng mà được cái là nhỏ. Cái chùm này đụng tới là nó rớt, là có nghĩa là nó đã được rồi. À, cái chùm này là coi nè, mấy bạn coi con sóc nó ăn rồi không. À, coi nè, mấy bạn thấy Thu bao lại không, mà nó kéo cái vỏ ra coi nó ăn nè, đó thấy không. Còn đây nè, đấy, ở bên Mỹ này sóc nhiều lắm, nó người ta không có bắt nó đó, nên là nó cứ thế là đó rớt đây. Nên nó bọc như vậy mà nó còn kéo ra nó ăn nữa mấy bạn. Không có lại được với mấy con sóc này luôn á. Bây giờ hai vợ chồng Thu phải trèo tít lên trên đây mới hái được nè. Mấy con sóc nó khôn đó ha. Nó trèo cả. Bọc phải bọc từng trái đó. Mà còn thúi hết luôn. Cái chùm này thúi hết rồi. Không ăn được. Trời, ương ương là nó ngửi mùi thơm á. Khôn lắm. Trời. Hôm nay là thu hoạch một phát một là gần hết cái cây xoài này của nhà Thu luôn rồi. Xoài này ta gọi ở bên Việt Nam gọi là chắc là xoài bao tử, xoài gì đó. Ở trong xã mình hái trái này. bỏ vô trong rổ đi. Đây còn mấy cái trái trên đây để Thu trèo lên Thu hái luôn. Ơ, rớt rồi. Thôi lắc cho nó rớt luôn nè anh nè. Rớt lụm nha. Đó, rớt hết xuống rồi đó. Còn ông xã Thu đang ngồi dưới gốc cây lụm mấy trái xoài vô kìa. Bên kia nữa kìa anh, bên kia có 2-3 trái kìa. Bên kia. Hai vợ chồng hôm nay đi hái xoài. Mà cây xoài thì nó cao, trái thì nó nhỏ. Trái kia bị con sóc ăn rồi hả anh? Đây. Tối nay là nhà Thu có tha hồ trái cây rồi. Bây giờ mình qua hái ít cà chua này nè. Cứ mấy lần nói mà cứ quên hoài. Mấy bạn coi cái cà chua của nhà Thu hôm nay. Nó đeo nhìn như là mấy cái chùm chuỗi ngọc á ha. Nhìn thấy nó đã. Nó tàn rồi, cuối mùa rồi đó mấy bạn. Giờ mà ngoài vườn bây giờ đi tìm cà chua cũng hiếm rồi đó. Đang trồng lại, đợi chắc phải tháng rưỡi nó mới có. Tại nhà có thì hái, cứ mỗi lần đi thu hoạch cái gì cái là quên. Đeo có chùm thì
nó còn tươi, có chuồng thì nó cũng cái kiểu khô luôn nè. Khô thì hái luôn cả chuồng. Hôm nay ở chỗ Thu á, buổi sáng thì nó mát mát, trưa nó không nóng, mà bây giờ buổi tối lại đi nóng anh hả? Bây giờ buổi tối nó lại hầm rồi mấy bạn. Buổi trưa Thu mang con hôm nay thì cũng đi ra ngoài vườn, nhưng mà không có làm ở ngoài vườn mấy, đi ra chỉ có tưới cây thôi. Đi ra tưới được hai cái vườn rồi mang thằng bé ra cho nó chơi ở ngoài vườn á, thì mình mới tưới cây. Thì nó lại không nóng, nó lại kiểu nó chỉ có bảy mấy độ thôi. Nhưng mà bây giờ thì trời nó lại hầm hầm. Khí hậu sao lại bão cúp điện, mà bên anh không biết bao giờ mới cúp điện đây. Bên Mỹ cũng có cúp điện đó mấy bạn, lâu lâu mới bị lần thôi à. Bây giờ đi qua cái hàng này cho mấy bạn coi cái hàng này. Đi qua đây. Đây. Mùa này thì cũng có cam, cam nó bắt đầu nó chừng chừng nó bị rồi, nhưng mà sao năm nay cây cam nhà Thu bị vậy kỳ quá mấy bạn, bị quanh lá rồi nè. Không biết sao đây. Giờ qua cái này. À, cho các bạn coi cái táo nhà Thu nè. Nhìn đã không? Nó chưa có chín, lúc nãy Thu mới mở mấy cái bao ra để quay phim cho mấy bạn coi á. Coi nè, coi cái chùm táo nè. Sát sát dưới đất thấy không? Thu ngồi đây nè đó, sát dưới đất nhìn đã ha. Đây. Mấy cái chùm ở trên đây thì Thu chưa có tháo. Coi ở trong kia nữa kìa. Vô đây quay cái chùm táo cho mấy bạn coi. Coi, coi nó xà dưới đất nè mấy bạn này. Xà dưới đất luôn. Coi ở trong đi nữa nè. Coi cây táo đã không? Nó nằm trong kẹt mà coi trái nè. Đã ha. Nhìn á, mấy bữa đi thu hoạch táo cho mấy bạn coi. Trái nó cứ chùm chùm đeo đeo á. Bây giờ quay cho mấy bạn coi chứ tí nữa phải chùm lại hết. Không á hẳn. Mấy con sóc nó đi sớm lắm, nó đi một cái là đi cả bầy, là nó cắn mỗi thứ một, mỗi trái một cái là nó thúi. Mà ở đây hôm nay cũng có được vài trái cho mình thu hoạch nè mấy bạn. Ở trên đây cũng có được ít táo, táo này là táo Fuji nha mấy bạn. Được rồi, cái chùm táo này đã ha. Ở trên đây thì con sóc nó không ăn, tại vì chắc cái cành nó trèo, nó sợ té đó, nó cũng giống như mình thôi à. Tít lên đây nữa nè. Nổi à. Đấy, đấy, mấy bạn coi này. Vừa nói xong. Cầm giùm em trái táo. Mấy cái này nó đã đỏ như vậy là được rồi. Táo Fuji nó nằm một tít trong kẹt mà cũng có trái. Thôi, mình nay hái bằng đây cho nhà Thu ăn đủ rồi, hẹn các bạn lần sau mình sẽ đi thu hoạch táo nữa nha. Thôi, bỏ vô đây luôn nè. Các bạn ơi, chiều nay đây là buổi thu hoạch của gia đình Thu, có được một ít cà chua, xoài, táo và mận. Một rổ trái cây cũng là được cho cả gia đình Thu ăn mấy ngày đó. Cảm ơn các bạn theo dõi video thu hoạch cùng với gia đình Thu hôm nay nha. Nếu các bạn thích thì xin vui lòng cho gia đình Thu một like, share cũng như subscribe cho kênh của Thu. Hẹn các bạn vào những video sau. Bye bye các bạn.